sẽ đi vào cái con hẻm ở đường Xuân An. À, tại cái vị trí này thì phía trước màn hình cô chú anh chị và các bạn, đây là nhà thờ chính tòa Đà Lạt, hay còn gọi là nhà thờ Nicola Paris. Lý do là ở trên đỉnh nhà thờ con gà này thì có một con gà ở trên tháp chuông bằng đồng. Con gà này rất là lớn luôn anh chị. Và đây cũng là nhà thờ chính tòa của vị giám mục giáo phận Đà Lạt, cũng như là nhà thờ lớn nhất ở Đà Lạt, một trong những công trình kiến trúc cổ xưa của thành phố do người Pháp xây dựng và để lại. Cho đến ngày nay thì nhà thờ vẫn giữ nguyên được cái kiến trúc ngày xưa. Ở đây thuộc con đường Trần Phú ngày nay và con đường Dạch Sinh khi xưa, số 13, con đường Trần Phú. Dạ, em xin kính chào cô chú bác anh chị và các bạn. Hôm nay lại tiếp tục cùng đồng hành với cô chú anh chị và các bạn ở một địa điểm hết sức là quen thuộc, đó là con đường Nhà Chung, con đường Dệt Sinh chúng ta đi vô. Đà Lạt ngày hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2021, và bây giờ là 11 giờ anh chị. Buổi trưa ngày hôm nay thì rất là vui được cùng đưa anh chị đi lang thang. Chúng ta lại tiếp tục đi lang thang những cái con đường thân quen ở Đà Lạt, cập nhật một số cái tình hình gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay ngoài trời có gió, trời âm u, thỉnh thoảng có nắng. Đối với thời tiết Đà Lạt mấy ngày hôm nay thì sáng thì nắng, chiều thì mưa anh chị. Chúng ta đã bước qua tháng 4 rồi. Hôm nay là thứ ba. Nhân đây thì em xin kính chúc cho cô chú bác anh chị và các bạn có một ngày đầu tuần, ngày thứ ba, cũng như là một buổi trưa tràn ngập niềm vui, luôn luôn bình an trong cuộc sống. Và để tiếp tục video ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục ghi hình ở khu vực con đường Nhà Chung ha, hay là con đường hay còn gọi là con đường Xuân An đó. Rồi bây giờ mời anh chị chúng ta cùng lên xe, chúng ta sẽ bắt đầu đi lang thang từ cái vị trí này. Ở phía trước đây là khu vực công an giao thông ngày nay, và phía bên mé phải của em đây là ngôi trường Thăng Long, ngôi trường chuyên Thăng Long. Ở trên con đường Trần Phú này thì cũng có rất là nhiều các cái ngôi trường xưa. Đối với cô chú bác anh chị và các bạn, đó là ngôi trường kỹ thuật nghề La San, thì nằm ở trên con đường Dạ Sinh này. Rồi cũng một ngôi trường La San nữa nằm ở con đường Bá Đa Lộc ngày xưa, và ngày nay là con đường Hà Huy Tập. Ngày nay thì trở thành ngôi trường giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên. Trên con đường này thì cũng còn rất là nhiều các cái kiến trúc của Pháp ngày xưa, ví dụ như nhà thờ con gà, rồi bưu điện. Rồi bây giờ em sẽ qua đường ở vị trí này nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu đi lên con đường Trần Phú. Con đường này thì buổi trưa người ta cấm ô tô quẹo lên đây anh chị. Nhiệt độ ở bên ngoài 20 mấy độ C. Một vài hình ảnh về khu vực nhà thờ con gà gửi tới cô chú anh chị, đặc biệt là ở xa quê hương. Đề nghị đeo khẩu trang khi vào nhà thờ. Có mấy em gái chụp hình ở đây. Khách du lịch cũng thường xuyên vào đây để mà chụp hình cũng như là tham quan anh chị. Có mấy anh thợ chụp hình thì đứng chụp hình cho khách ha. Đối với con đường Trần Phú này thì có khách sạn Ba Lát, một trong những khách sạn cũng
nổi tiếng nằm trên con đường Trần Phú này. Chúng ta sẽ đứng đây một chút xíu. Ở phía trước mặt cô chú bác anh chị và các bạn, đây là con đường nhà chung. Đối với khách sạn Ba Lát ngày hôm nay thì nằm trên con đường Trần Phú về mé bên tay trái. Khách sạn này thuộc khách sạn cao cấp và hoạt động từ năm 1920 tới giờ. Và khu vực này thì có thể nhìn ra bộ hồ Xuân Hương rất là rõ luôn, bao quát khu vực hồ Xuân Hương. Nếu mà nói về nhà ga Đà Lạt thì chúng ta cách khoảng 2 km đứng tại vị trí này. Và đối với khu vực Xuân An ngày hôm nay thì chúng ta thấy khá là phát triển ở khu vực đầu đường ha anh chị ha. Có những ngôi trường nổi tiếng như là trường Tây Sơn, rồi trường Quang Trung. Và em nghe đâu là khu vực chợ Xuân An ở phía trong này đang có một dự án. Năm ngoái có một dự án quy hoạch rồi nâng cấp lên khu vực chợ. Đối với khu vực chợ Xuân An này thì có diện tích khoảng hơn 1.500 m² với tổng đầu tư là 6,7 tỷ đồng, xây dựng các cái công trình như là khối nhà bố trí sạp bán hàng với khoảng lùi 2,4 m trở lên. Vẫn thấy khu vực chợ Xuân An thì nó vẫn có như vậy anh chị. Rồi mời anh chị chúng ta cùng lang thang đi vào con đường Xuân An ha. Hôm nay đưa anh chị đi du lịch lang thang, chúng ta lại tìm về con đường thân quen năm xưa, con đường nhà chung. Đây là một cái tiệm bánh mì 123 rất là nổi tiếng cùng với chi nhánh ở trên khu Hòa Bình. Tiệm bánh cối xay gió, họ dời về trong con đường Tăng Bạc Hổ. Thì hồi xưa đó là khu vực nhà sách, sau này thì tiệm bánh cối xay gió, rồi đến ngày hôm nay thì tiệm bánh 123. Em sẽ đi vào cái con hẻm con đường Xuân An. Tại cái vị trí này thì có rất là nhiều các cái khách sạn anh chị. Ở đây có phòng trọ, nhưng mà con dốc xuống khá là tối anh chị, không biết phòng trọ này thì đi vào bằng cái lối nào, nhưng mà nó khá là tối luôn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi vào con hẻm ha. Đối với con hẻm này thì chúng ta sẽ thông vào con đường Đào Duy Từ, dốc nhà bò. Rất là nhiều các cái con hẻm ở đây, nó chi chít nhau luôn. Ở đây có mấy con hẻm luôn. Phía sau của trường Tây Sơn thì chúng ta thấy có một cái con hẻm nữa. Rồi mời chị đi lang thang cùng với em ha, em sẽ đi qua con hẻm bên này trước. Ở nhà hẻm mà bây giờ dân số đông chưa đó, nhà cửa chật cứng san sát nhau anh chị. Ở dưới thì có một cái con dốc khá là cao, con đường nhà chung. Và ở đây dán cái bảng coi chừng chó dữ nè. Ở đây hết đường rồi anh chị, em sẽ đi vòng lên lại nha anh chị nhé. Phong cảnh ở phía dưới kìa. Trời hôm nay u ám quá anh chị ha. Lâu lâu thì đưa anh chị đi lang thang lại gặp chúng cái lúc mà trời âm u. Rồi em sẽ đưa anh chị đi lên lại để qua cái khu vực bên kia xem tình hình nhà cửa bà con mình như thế nào. Văn phòng luật sư. Đối với ngày hôm nay thì nhà cửa thay đổi hết rồi anh chị. Khu này ngày xưa thì nó vắng lắm,
Bây giờ nhà cửa mọc lên rất là nhiều, ở đây cũng là hẻm cục rồi. Lâu lâu đi vào cái hẻm cục. Chỗ này hẹp quá không có quay xe được rồi. Phía sau trường Tây Sơn. Bây giờ chúng cái giờ ra chơi nè anh chị. Anh chị có nghe cái tiếng học sinh ra chơi không? Nói tới thời học sinh thì nó khá là nhiều các cái kỷ niệm vui anh chị ha. Chơi những cái trò như là bịt mắt bắt dê. Cái thời em đi học là hay chơi nhảy cù, lộn cù anh chị. Chơi ở sân banh, rồi rượt bắt. Đứng ở vị trí này thì chúng ta có thể thấy chóp nhà thờ con gà ở phía trên. Xa xa thì có các em học sinh đi học về. Ở đây là một trong những con đường mà bán đồ ăn vặt cũng rất là nhiều. Hầu như là nhà nào cũng bán đồ ăn vặt hết anh chị. Đó, nào là bánh gà, bánh mì, mì gà, rồi cơm chiên, rồi xôi, rồi bánh tráng trộn. Văn phòng phẩm bán rất là được ở đây. Thì chúng ta ngó nhìn một bên phía tay phải thì có trung tâm luyện thi nè, các cái phòng, các cái lớp năng khiếu kinh học, ngoại ngữ, rồi âm nhạc. Ở bên đối diện thì bán văn phòng phẩm, rồi bánh tráng trộn. Các cô đang làm hàng để chiều bán cho các em học sinh. Thiên đường ăn vặt. Ở đây em hay gọi là thiên đường ăn vặt, tại vì nó rất là nhiều các cái loại đồ ăn, món gì cũng có anh chị. Đó. Hồi xưa thì em hay vào đây, nhớ tới cái món bánh canh Xuân An. Trời se se lạnh, chống những cái lúc mà trời mưa anh chị ăn một tô bánh canh. Bánh canh Xuân An này rất là ngon luôn. Chúng ta thấy bánh canh Xuân An thì cũng rất là nổi tiếng anh chị ha, cùng thời với những cái quán khác như là nem nướng Bà Hùng, rồi bánh bèo số 4, rồi lẩu gà lá é. Nhưng mà đối với bánh canh Xuân An này thì đã có từ lâu rồi. Còn bánh bèo số 4 thì gia truyền, gia truyền 2-3 đời. Đối với bánh canh Xuân An này thì khoảng 35-40 ngàn một tô. Còn ở bên mé phải đây là trường tiểu học, xin lỗi anh chị, trường trung học Quang Trung, nằm trên con đường nhà Trung ha. Rồi mời anh chị chúng ta cùng đi tiếp. Khu này thì bán bún bò. Bây giờ thì nó đông vậy thôi anh chị, còn ban đêm thì nó rất là vắng. Các cái con dốc ở đây thì xuống như là vô trong mạng nhện anh chị. Nó rất là nhiều các cái đường hẻm ở đây. Hầu như là con đường nó rất là nhỏ luôn. Một số con đường thì nó cục. Chúng ta đi vào thì nó vô chúng cái con đường cục. Em nhớ là có một cái con đường nó thông thông qua bên khu vực đào Duy Từ, dốc nhà bò. Anh chị đi vào đó một lần rồi. Đó. Bánh ngọt rất là nhiều anh chị ha. Ở đây là trung tâm y tế phường 3. Khu vực phường 3. Phường 3 thì nằm cũng gần khu vực phường 1. Phường 1 thì nằm ở khu Hòa Bình. Phường 3 thì nằm ở đây. Rồi phường 4 thì nằm ở Triệu Việt Vương. Phường 5 thì nằm ở khu vực con đường Hoàng Diệu, Mai Trăng Sơn. Đó. Chúng ta đi vào chợ, đưa anh chị đi vào chợ tham quan một chút xíu anh chị.
Mua rau. Diện tích ở đây là hơn 1.500 m, mà hồi xưa thì có dự án ở đây. Anh chị có thấy cái bảng dự án không? Người ta để lâu lắm rồi, năm 2008 đến giờ mà đến thời điểm bây giờ thì vẫn chưa thấy xây dựng gì anh chị ha. Bà con mình bán buổi sáng rồi buổi chiều, còn buổi trưa thì dọn hàng ra về. Nó vắng lắm anh chị, vừa rồi em đi buổi trưa thì người ta dọn hết sập. Phía trước mặt anh cô chú anh chị và các bạn, đây là khu vui chơi giải trí. Số 15C, khu vực này thì nhà cửa mọc lên khá là nhiều anh chị ha. Cái dãy bên kia chờ nhà kìa, toàn là nhà biệt thự cao tầng không. Đối với những ngày trời mưa thì bà con ở đây buôn bán cũng rất là ế ẩm, nhưng mà chỉ được buổi sáng thôi anh chị, buổi sáng buổi chiều thôi. Cũng không có đầy đủ mặt hàng cho lắm anh chị ha. Nếu mà mua mà đầy đủ thì phải đi ra chợ Đà Lạt, còn không thì chợ Ngô Quyền. Chợ Ngô Quyền bữa nay bán đầy đủ các đồ luôn anh chị, không có thiếu cái gì luôn á. Còn đối với chợ Xuân An thì chỉ có một số cô bác bán rau rồi bán thịt, vậy thôi. Rồi em xin phép tới đây, em xin phép tạm chia tay với cô chú bác anh chị và các bạn nha. Đưa cô chú bác anh chị đi thăm lại con đường nhà chung, rồi về lại khu vực chợ Xuân An thuộc khu vực phường 3. Một vài hình ảnh gửi tới cho cô chú anh chị và các bạn. Và em xin chúc cho cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, sức khỏe dồi dào, bình an trong cuộc sống.